ta sẽ có cách gọi controller trong AngularJS nhỉ. Thế thì bây giờ bạn sẽ thực hiện, ta sẽ xem là cái cách gọi của nó như thế nào thì phù hợp này. Bạn sẽ làm quen với nó. Ta sang một cái bài phần số 2, new file, bấm tăng chỗ này và ta cứ ghi là ví dụ 2.html. rồi, như là cái bài trước thôi, chúng ta cũng có HTML5, đúng chưa? Ở đây chúng ta sẽ định nghĩa một cái script src và nó bằng chính cái này. Sau đó ta cũng định nghĩa điểm bắt đầu. Nói chung là ta viết y xì cái phần trên thôi, nhưng mà ta sẽ định nghĩa một cách gọi khác, đúng chưa? Bằng myApp, được chưa nhỉ? Sau đó ta có cũng có div ng controller bằng gì, my controller. Ta sẽ định nghĩa một cái cách gọi một cái biến welcome, nghĩa là welcome là một gì, một biến gì nhỉ. Như vậy gọi muốn hiển thị được thì đâu đó bạn phải có một cái đoạn là gì, script ở đây để chúng ta định nghĩa một cái hàm, đúng chưa nhỉ? Thì nãy chúng ta định nghĩa một cái hàm, nó tên là, bạn có thể gọi trực tiếp như thế này nhá, cách gọi trực tiếp này, ta có angular chấm gì, module. Cái module thì chúng ta truyền vào đây là gì, my app, đúng chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ đóng cái ngoặc lại, đúng không? Ta vẫn có một cái mảng ở đây và ta chấm controller, đúng không? Trong cái phần controller này thì chúng ta lại định nghĩa nó là gì, nó là my controller, đúng không? Ta copy my controller vào đây và đây ta sẽ định nghĩa một cái function và ta chuyển cái scope vào đây, thấy không? Và ta gọi cái scope chấm welcome. Nhé, là gì, chào các bạn cũng được, đúng không? Đây là một cách thứ hai mà bạn có thể thực hiện được. Thầy thì thầy vẫn thích dùng cái cách này hơn, cách của cách một hơn, cách này thì nó sẽ bị rối, mặc dù ngắn hơn, đúng không? Rồi ok, thế bây giờ gọi thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần thay ví dụ số gì, số 2, nó cũng gì, ra chào các bạn nhé, đó là phần gì, phần số 2, ví dụ số 2. Nào, ta có thể cho nhiều hơn một chút, đúng không nhỉ? Cho nhiều hơn một chút. Để ta sửa lại một chút này. Các bạn có thể thực hiện. Nào, bây giờ chúng ta không phải gọi welcome nữa, mà ta giả sử ta gọi đến một cái biến khác đi nhé, một cái mảng đi, đúng không nhỉ? Một cái mảng. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là giả sử như chúng ta sẽ có một cái mảng là info.fpl nhỉ? Đấy là gọi cái đầu tiên nhỉ? Ta sẽ có cho nó hẳn vào đây là một cái thể là gì, h2 đi, h3 đi, cần x. Tiếp theo ta lại gọi đến một cái info.code, nghĩa là khóa học, nghĩa là chúng ta sử dụng mảng gì nhỉ, mảng info và gì, mảng info gì nhỉ. Thì lúc này chúng ta ở cái scope và cái này chấm info nhỉ, nó sẽ phải bằng một cái mảng, đúng không? Nó sẽ phải bằng một cái mảng ở đây, okay. Nghĩa là không phải là giá trị nữa mà nó sẽ bằng một cái mảng, ok. Vậy cái mảng đấy thì được xử lý như thế nào? Ta sẽ có hai tham số, hai cái thứ nhất cái FPL cái key này thì chúng ta sẽ ra giá trị là gì, FPT chẳng hạn, đúng không? Và cái code nó sẽ có một cái giá trị, ví dụ như là gì, angular.
Thì đó chính là cách chúng ta xử lý mạng. Được chưa nhỉ? Chúng ta có thể refresh thử cái này đi, xem là nó có bị nó có thay đổi gì không. Như vậy chúng ta sẽ có gì? Giá trị của mạng. Ok, thì đây chính là cái phần gì? Bạn có thể ghi là xử lý mạng. Xử lý mạng trong Angular. Trong gì trong Angular. Ok, đấy, như vậy đọc ra một cái mạng như này. Rất là đơn giản. Nếu bạn viết bằng JavaScript thì nó sẽ dài hơn. Đúng nhỉ? Viết này thì ngắn hơn. Rồi ok.